Rồi Thanh Huyền xin được chào toàn thể tất cả các bác ạ. Hôm nay Rồi Thanh Huyền sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng cái em nồi cơm SR-SB101 đến từ thương hiệu Panasonic các bác nhé. Và Panasonic này là Panasonic cao tần, cốc nước bụi ẩm, có công nghệ Econavi. Đấy. Nước là chúng ta sẽ đổ nước vào cái cốc nước này thì dù chúng ta có cắm bị thiếu nước một xíu thì cơm cũng không lo bị khô các bác nhé. Giờ chúng ta sẽ thao tác luôn, chúng ta tắt đi này. Sau khi tắt đi chúng ta thấy rằng là đây là một cái em nồi cơm còn pin nguyên bản luôn. Nên là nồi đang mặc định ở chế độ gì ạ? Cái hàng trong màn hình này, cái màu đen này là chọn gạo này. Xong đến phương thức nấu của cái loại gạo tương ứng đó thì chúng ta sẽ xem từ trái sang phải các bác nhé. Đầu tiên, chúng ta thấy rằng cái chữ đầu tiên của dưới cái hàng chọn gạo này chính là gạo trắng này. Gạo trắng và nồi đang mặc định ở phương thức nấu là nấu thường, gạo bạc. Và chế độ nấu ngon thì chúng ta sẽ ấn nút nấu đây thôi. Là nồi sẽ nấu luôn cho các bác. Nút nấu đây đã được dán dây tiếng Việt sáng đèn, tức là nồi đã nhận lệnh và đang nấu rồi. Tắt đi bên trái này, hẹn giờ ở giữa này, đây là ủ hâm nóng và menu đây. Rồi chúng ta sẽ mặc định ở gạo trắng nhá, ấn menu này. Sau khi ấn menu chúng ta ấn một lần nữa thì chúng ta thấy ra rất rất nhiều các chế độ nấu, phương thức nấu đối với cái dòng gạo trắng này. Chúng ta sẽ tăng giảm bằng cái mút mũi tên đi lên đi xuống này nhá. Đây là đang nhấp nháy ở chế độ nào, tức là đang ở chế độ đó nấu thường gạo bạc này, gạo bạc nấu thường này. Xuống dưới đây là chế độ nấu cứng này của gạo bạc này. Dưới cứng là chế độ nấu mềm. Nấu mềm chúng ta nhìn thấy có bốn cái chữ này đúng không ạ? Nấu mềm. Và dưới nấu mềm đây chính là chế độ eco, tiết kiệm điện, là chúng ta ấn nút nấu thôi. Đó, ấn nút nấu thì nồi sẽ nấu cho các bác ở chế độ eco, tiết kiệm điện đấy. Tắt đi. Và chúng ta ấn nút mũi tên đi xuống là sẽ không được nữa, và chúng ta lại phải ấn lại menu để chúng ta vào bên trong để xem các chế độ nhé. Và trên cùng cái hàng thứ hai này chính là nấu lượng ít. Khi chúng ta nấu với cái lượng gạo ít mà không dành cho 4 đến 5 người ăn mà chỉ dành khoảng 1 2 người ăn thôi ấy, thì chúng ta chọn chế độ này cho nó nhanh. Và dưới đây có chế độ nấu nhanh. Vì nồi cơm Nhật này thông thường nấu nó sẽ mất khoảng 60 phút. Chúng ta mà cần gấp muốn ăn nhanh thì chúng ta chọn chế độ nấu nhanh các bác nhé. Và nút nấu là xong thôi này. Là cái thứ hai từ trên xuống dưới, hàng thứ ba này. Xuống dưới á. Đây chế độ cơm trộn kiểu Nhật. Đó. Thêm chữ này chữ steam là bụi ẩm các bác nhé. Dưới đây là lò hay là gọi là bếp cháy thì các bác thử cái chế độ này xem có cơm cháy cho các bác ăn không. Sang hàng thứ tư này, đây chế độ nấu cháo này. Khi chúng ta chọn đúng chế độ nấu cháo này thì chúng ta hoàn toàn không lo cái việc là nước cháo sẽ bị rào ra ngoài nồi cơm. Nếu như ở cái nồi mâm nhiệt mà chúng ta hay dùng mà cứ hai nấc, nấc lên, nấc nấu và nấc ủ thôi á thì chắc chắn là sẽ dễ bị rất là bị rào ra xung quanh. Nhưng mà đối với cái nồi cao tần mà chúng ta chọn đúng chế độ nấu cháo này thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là không lo bị rào nước gì hết. Vì chúng ta thấy rằng kết cấu của nồi cao tần thì nó không có hộc đựng nước ở bên trong đâu các bạn. Đấy, đâu ở bên ngoài này. Vì nó không có độ dư thừa của hơi nước bốc lên. Và dưới chế độ nấu cháo này có hai chữ này chính là chế độ làm cơm để làm sushi hay cơm sushi các bác, để cuộn sushi ấy, thì người Nhật họ có một cái chế độ này vì sushi là một cái món mà bên Nhật rất là ưa chuộng, một cái món ăn truyền thống của họ luôn đó. Và trên đây thì đồ Nhật Huyền đã hướng dẫn các bác với chế độ nấu gạo trắng. Rồi chúng ta sẽ chọn sang về giờ này, chúng ta sẽ chỉnh giờ đây, tăng giảm thời gian ở đây các bác nhé. Ấn menu lần nữa để về cái chữ này này, để về giờ hiện tại của Việt Nam mình luôn. Rồi chúng ta sẽ xem giờ hiện tại của Việt Nam mình là bao nhiêu giờ. Chúng ta sẽ ấn lại về lần nữa menu về đây, giờ đây 9:18, chúng ta sẽ lùi lại nhé. Ấn vào giữ này chỉ đỡ phải kêu về đúng giờ hiện tại Việt Nam mình. Lý do tại sao cần phải chuyển như thế thì chúng ta có thể xem đồng hồ này, hoặc có thể chúng ta sẽ dùng thêm một cái chế độ nữa là chế độ hẹn giờ. 9:19 đi. Đấy. Để một lúc thì nồi sẽ không nhấp nháy nữa, tức là đã nhận lệnh là 9:19 thì chúng ta có thể dùng được chế độ hẹn giờ đây các bác nhé. Hẹn giờ nấu ăn. Chúng ta sẽ chọn về menu ở chế độ nấu thường ngon đi. Ở đây xin lỗi các bác. Phải đi lên. Đấy, nấu thường ngon đây rồi. Ở nút đầu đây. Tắt đi này thì nồi đã nhớ lại chế độ gạo trắng nấu thường ở đây, và chúng ta chọn hẹn giờ. Ví dụ bây giờ chúng ta đang là 9:19 ạ, thì chúng ta muốn 12:30 có cơm ăn nhé. Thời gian là có cơm ăn là 12:30, nồi sẽ nấu xong cơm và chúng ta không quan tâm
là nồi sẽ nấu lúc nào, mà chúng ta chỉ cần quan tâm là cái thời gian chúng ta muốn có cơm ăn thôi. Thì chúng ta sẽ ấn nút hẹn giờ này. Đó, hẹn giờ 2 là 6 18:30 phút, tức là 6:30 phút này. Hẹn giờ 1 17:10 phút, thì chúng ta sẽ chọn cái này đi cho về cho nó nhanh. Đó, mũi tên lùi lại 12:30 phút các bác nhé. Mỗi một lần ấn đây là 10 phút, tương ứng 10 phút và ấn nút nấu. Thế là xong đấy ạ. Chúng ta vừa cài đặt xong thời gian cũng như là vừa chọn xong được chế độ hẹn giờ nấu. Hẹn giờ có cơm ăn. Xin lỗi các bác, hẹn giờ có cơm ăn nhé. Và chúng ta thấy rằng cái nút hẹn giờ nó sáng đèn lên, tức là nồi đã nhận lệnh hẹn giờ cho các bác rồi. Và nhìn thông số trên màn hình thì chúng ta thấy rằng nồi sẽ được nấu xong vào lúc 12:30 phút. Hẹn giờ 1, 12:30 phút sẽ nấu xong. Với chế độ là gì? Gạo là gạo trắng và phương thức nấu là nấu cơm thừa. Đó, rất là hay ạ. Đúng không ạ? Và chúng ta lại đi vào bên trong menu để xem có ngoài gạo trắng chúng ta có những chế độ gì nhé. Dưới đây thì có cả gạo không vo này. Các bác thấy không ạ? Ấn một lần menu nữa thì gạo không vo với gạo trắng thì các phương thức nấu nó y chang nhau thôi. Đó, y chang nhau, nó tương tự với cái gạo trắng kia thì đồ nhật Tây Huyền sẽ không nói lại nữa. Đó, và chúng ta sẽ xuống dưới là có gạo lứt. Đây, gạo lứt đây, và ấn menu nữa thì chúng ta thấy gạo lứt này. Xuyến mỉ là cái gạo đen đấy, xuyến là đen đấy. Gạo lứt thì có cái gì đây? Có các chế độ nấu thường hay là nấu cháo gạo lứt. Đi xuống dưới và ấn nút nấu thôi là xong. Đúng không ạ? Tắt đi. Ngoài gạo trắng, gạo không vo, gạo lứt này ra thì có cái phần chia cơm này, rất là hay. Cũng như có gạo hỗn hợp, bác nào muốn ăn gạo hỗn hợp thì nó cũng tương tự như là gạo lứt, nó cũng có hai chế độ nấu thôi, nó không nhiều chế độ như là gạo trắng hay là gạo không vo kia. Đó, và hầm ủ nóng thì đây, hầm ủ nóng nhận lệnh thì ấn nó sẽ sáng đèn cho chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Tắt đi. Và trên này thì là cái phần ấn quan tâm thôi, không, chúng ta không dùng đến cái chế độ này lắm. Bởi vì thầy Huyền đã hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể các bác cách sử dụng cái em nồi cơm Panasonic với mã SR cạnh ngang SB101. Bác nào nếu như đang sở hữu một cái em nồi cơm đúng chuẩn mã model này thì chúng ta hãy xem hết video các bác nhé. Cũng như là nếu như chúng ta chưa có bản dịch tiếng Việt chi tiết cụ thể bên trong ấy thì chúng ta có thể nhắn qua Zalo, đồng nghĩa thầy Huyền sẽ gửi bản dịch tiếng Việt miễn phí cho các bác qua Zalo. Kể cả là nồi không mô tại đồ nhật Thanh Huyền các bác nhé. Chúng ta hoàn toàn yên tâm luôn, vì trao đi là sẽ là còn mãi luôn ạ. Vâng, và video thì xin phép được dừng tại đây. Nếu như chúng ta đang sở hữu một cái em nồi cơm mà chưa biết cách sử dụng thì hãy comment ở bên dưới, cũng như là ở nút like, ấn chữ đăng ký để nhận nhanh nhất những thông báo từ kênh đồ nhật Thanh Huyền nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo ở shop.